Hình ảnh những bà, những cô, những chị rong ruổi trên đường phố kiếm sống từ sớm tinh mơ, ngày nắng cũng như ngày mưa đã trở nên quá đỗi quen thuộc giữa phố phường Hà Nội tấp nập, đông đúc. Đêm đến tại khu chợ đầu mối ngành hàng rau củ quả bên cầu Long Biên mới là giờ lao động của những người dân đến từ các tỉnh cách Hà Nội tới vài chục cây số. Cửu vạn bốc hàng, chở hàng, đẩy hàng ở đây lại chủ yếu là phụ nữ. Những bước chân gượng sức nặng để vội vàng chạy việc cho mau. Những chiếc đòn gánh nặng trĩu trên đôi vai xương gầy là chất chứa trong đó bao âu lo, cơm áo, gạo tiền cho cả gia đình. Phải tận mắt chứng kiến mới có thể thấy được sự ồn ào, huyên náo mỗi khi có xe hàng về chợ và nỗi cực nhọc, nhẫn nại của họ suốt cả một đêm tới tận sáng ngày hôm sau. Đây là một vùng quê cũng như bao miền quê khác trên đất nước Việt Nam, khi mà diện tích đất canh tác nông nghiệp phải dần nhường chỗ cho các dự án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, khu vui chơi giải trí theo tiến trình công nghiệp hóa, thì việc người nông dân phải tìm kế sinh nhai mới để thêm nguồn thu nhập cho gia đình cũng là điều dễ hiểu. Không thể phủ nhận rằng, xét từ một góc độ nào đó thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều tất yếu của xã hội phát triển, nhưng việc này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt là cho đời sống của nông dân khi họ không còn ruộng đất nữa. Trên khắp các tuyến phố Hà Nội, gánh hàng rong đã trở thành một hình tượng thân thuộc với những người dân thành thị. Người đời vẫn thường nói, giàu nhà quê chẳng bằng kéo lê thành phố, nhưng có chăng điều này cũng chỉ đúng với một số ít người. Bán ra này có sợ công an không? Sợ, bọn con đang ngồi nhìn công an này này. Sợ công an đó. Ở đây làm vất vả lắm, lắm lồi lại, ế chả ai đi. Chưa bọn cô cứ ngồi nghỉ ngoài này có vẻ là nếu mà ăn uống rồi năm chủ có ngạnh chả được xu nào, làm ruộng bây giờ làm cũng chẳng được, xong bắt đầu cũng lỗ vốn mất mát, đi chợ lên nếu mà đi chợ lên như này nó vất vả hơn, nhưng mà có khi còn có đồng tiền tiêu ra tiêu vào. Con cái mình học đại học ấy, biết mẹ đi bán hàng hoa như này, lấy hàng hoa vất vả, có cảm thấy vừa thương mẹ mà có gì hơi xấu hổ với bạn bè không? Có thương mẹ mà có khi không dám cho bạn đến chỗ mẹ. Là vâng. Có. Nó là tâm lý chung. Mình thế mà, các cháu thế. Vâng. Thế nhưng mà có khi nào mà tâm sự với mẹ mà nói cái điều đấy là thế nào?
nó cũng bảo là đi mẹ khổ thì đi chợ thì con cũng kiểu như là chỉ xin vừa tiền, không dám tiết kiệm. Đồng vụ chỉ khi phải về làm ruộng, nhưng mà hết làm ruộng xong là những lúc rỗi rãi vẫn phải tranh thủ đi chợ kiếm ngày rằm 30 để thêm đồng rau đồng muối, chứ làm sao cháu phải trông vào sào đất đủ làm sao được. Các cháu đi học thì các cháu biết, cứ một tháng là nó về nó xin, ví dụ là bây giờ cái đứa học ở dưới Phủ Lý nhá, một đứa một tháng về xin 1 triệu là phải có 1 triệu, nếu không có lại rớm rớm nước mắt là cũng chết. Cô suốt đời cô nghĩ bảo nghèo, đời mẹ nghèo như làm sao, không chỉ mong con cái ngoan ngoãn học giỏi là được. Các cô thì không bao giờ mong đến giàu đến lượt, các cô chỉ mong làm sao nuôi được các con đủ ăn, mà cũng đôi khi vẫn phải vay thêm để vay thêm tiền của nhà nước để cho nộp học nộp hành mới đủ. Vất vả nhưng mà đôi khi có những cái pha buồn cười phết ấy. Ví dụ á? Ví dụ là có những cái cuộc mà có chị đi bán hàng bị ế, xong chị ở đâu chị hớt hải chị chạy về, chị ấy bảo các cô thậm chí cũng chưa mở hàng, chưa bán được cái gì, cô ở đâu cô chạy về cô bảo ôi giời hôm nay các bạn này ăn đủ thế, nhưng mà thực tế là chưa mở hàng, chưa bán được cái gì cô đã kêu ăn đủ rồi. Rồi cô đi lượn một vòng, có khi hàng có cô vẫn nguyên, nhưng mà các cô vui tính mà cô lại quanh lại, cô bảo hôm nay bà này bán được hết bao nhiêu cái này bao nhiêu cái kia, nhưng mà cái tình chưa mở hàng, nghĩ lại buồn cười rằng là chưa mở hàng chị cũng kêu là ăn đủ đấy, cái kiểu nó như thế. Những niềm vui thật nhỏ bé giữa bộn bề lo toan thường nhật cũng đủ làm cho cuộc sống lao động vất vả của họ vơi bớt nỗi mệt nhọc, buồn phiền. Trong ánh mắt và nụ cười gượng gạo ấy là những âu lo về bữa cơm, tấm áo của chồng, của con. Những đồng tiền nhọc nhằn kiếm được phải đổi lại là bao mồ hôi, nước mắt của cuộc sống không ổn định những ngày xa nhà, xa quê hương. I mean, I like it. I think it's part of the city. Like, it's part of the life and the movement and the noise of the city. And the culture. I like it. But sometimes it can be a little bit overwhelming. Yeah. When they come too much and they bother you and you don't really want to buy anything. Đi chợ cũng lâu rồi. Tức là năm 89 là về bộ đội. Thì năm 94 hoàn cảnh gia đình nó khó khăn là đi chợ. Nói thật với cháu là ngay như là buổi sáng hôm nay á, đang dắt trên cái đường Quan Thánh thì phố cấm thì không phải. Dạ. Không ạ. Mua cũng chẳng được giá 13 đâu chị ạ. Thì đang dắt trên phố Quan Thánh đấy thì cũng không phải là không phải là phố cấm. Mà bọn cô cũng nếu như đứng như thế này thì bọn cô cũng bắt là cô chịu. Dắt đi thôi mà cũng bị bắt. Vất lắm cháu ạ. Một ngày thì được vài chục nghìn thôi. Thế nhưng mà ngày hôm nay bị công an bắt như thế này thì về 3 ngày mới lại được. Bắt buộc là phải nộp cho nó 100. Nếu 5-6 giờ tối thì chỉ mất 50 nghìn thôi. Nhưng mà nộp trước thì mất 100 nghìn. Chứ là họ không hóa đơn, không gì cả. Nhưng mà các cháu làm sao dám nói lên cái điều này. Các cháu về làm chương trình thì các cháu sửa hết. Vì cô nói nhiều lắm rồi. Nên cả nhà báo phụ nữ ở nhà bảo tàng cô nói rất nhiều như về sửa toàn bộ. Rồi công an chỗ khác thì xin cân mận. Đấy. Hoàn cảnh của một người dân khổ thế. Vất lắm cháu. Đừng có đưa bọn cô mà lên báo chí nhếch nhác lắm. Đô thị hóa. Rồi là nông thôn hóa, bọn cô cũng rất biết. Đất nước Việt Nam mình ai cũng muốn giàu, muốn đẹp. Nhưng mà cái người trộm cắp ở chợ Đồng Xuân này, người ta cướp giật đàng hoàng, mà sao không bắt? Bắt những người dân nghèo vất vả. Nói thật là cô bức xúc á. Nay cô bị bắt lại cũng bức xúc. Chúng tôi đang trò chuyện cùng với bác Thơm thì bất ngờ mấy cán bộ công an tới và mang xe hàng rong của bác cùng một vài người khác lên ô tô về trụ sở để giải quyết theo cách mà họ muốn, như bác vừa tâm sự với chúng tôi trước đó vài phút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháu giữ lại cho quay. Xã hội đang từng ngày thay da đổi thịt, nhưng bên cạnh những trung tâm thương mại sang trọng, hiện đại, phố xá sầm uất, thì vẫn hiện hữu những thân phận nghèo khó thực sự cần được quan tâm nhiều so với trước đây để đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngoài những tác động tích cực nền kinh tế thị trường mang lại thì kéo theo đó là vấn đề về sự phân hóa giàu nghèo có xu hướng ngày càng rõ rệt. Tại chợ lao động chân cầu vượt Mỹ Đình, người nói chuyện, người tranh thủ ngồi ngủ đợi việc giữa buổi trưa nắng gắt dễ khiến nhiều người qua đường phải quay đầu nhìn lại. Hoàng hôn lại xuống như bao ngày vẫn vậy, giữa dòng người ngược xuôi tìm về nơi tổ ấm của mình thì trên con đường mưu sinh vẫn mải miết những dáng hình nhẫn nại và kiên trì chờ đợi một người khách tới mở hàng. Cái năm chị mới đi chợ đầu tiên là con chị mới được 2 tuổi. Cái lỗi là về đi chị đi lâu quá về con nó còn không nhận là ra mẹ ấy, vì là cái lương tâm của mình nó cũng khổ quá, nhưng mà không nghĩ nào được cái công việc phải đành xa con xa chồng này mà đi ra ngoài này kiếm sống. Thế là cái lần đầu tiên là chị đi lâu nhất, thế là về con quay ra mẹ gọi con ơi, thì quay ra không biết là mẹ thế nào, giống như cái lúc đấy con mình nó còn bé quá không hình dung nổi. Thế giờ chị ấn nhắc lại, chị bảo là trước đợt xưa mẹ đi con nó mới được hơn 1 tuổi, lâu quá. Bây giờ con là chị học hết hôm nay là sang năm cháu học lớp 1 rồi, là 6 tuổi rồi. Thế còn 4 năm rồi, chị vẫn chạy ngoài này rồi. Cứ lâu lâu mới về thì anh chẳng muốn cho chị đi cả. Bảo là chẳng hạn như nắng lâu thì anh bảo là thôi ở nhà ấy. Nhưng mà mình nghĩ là đàn bà mình ở nhà lâu quá, chẳng hạn như 5 bữa nửa tháng ở nhà thì không có tiền. Thế nên mình cũng phải ra ngoài này đi chợ để cậu lấy tiền về gửi về. Hàng ngày con ăn học đấy, thì mình vẫn phải thế, còn chồng đi xây thì nó không có bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà cũng vươn trải. Mình vẫn kiên trì, nhiều người là bỏ đấy. Nhiều người là ra không được mà về đấy. Bởi vì đầu tiên đi là nhớ chồng, nhớ con, xong lại sau này là mua hàng xong lại không bán được, lại âm. Thế chẳng hạn như có người đi cả ngày không được 1.000 nào. Về hôm sau hoa, chẳng hạn như hoa như này thì hôm nay thì tươi rõ là đẹp, nhưng mai thì vẫn đi hết. Thế đâm là... Mình cũng có những hôm như thế. Đấy, chị cũng thế. Chẳng hạn như hôm nay thế, một xe hàng của chị 700.000 thì chị chưa mở hàng. Đấy, nói thẳng như thế. Bởi vì nắng lôi này không ai mua hoa cả. Ê lắm. Công an thì khiếp, một ngày không biết chạy bao nhiêu lần. Đấy, em bảo ôi, em mà có lên sớm không gặp được chị ở đây bởi vì chị đi giúp hết. Chị ở đấy Bắc Giang có một năm ma chả lụt đến 2-3 lần ý. Thế nên là không kiểu như là sinh hoạt nó vất vả lắm. Thế là cũng kiểu như là ra đây kiếm sống thì lúc đầu mình ra đây thì nó còn nhiều khó khăn chắc trở lắm. Bởi vì đường nối thì cũng chưa biết mà chỗ ăn chỗ ở nó cũng kiểu không quen với môi trường sống. Bọn chị thuê một cái nhà bé tí. Cái lúc đầu bọn chị ở còn tới 15 người. Hẹp lắm, thế nên là cuộc sống chỉ giải cái tí chiếu đến nằm. Nói chung là nó vất vả mà nhiều khi về không có nước mà tắm. Tầm muộn quá thì công an đuổi săn đuổi mất. Thậm chí năm hôm bắt xe hoa đã nát hết không bán được hàng tiền triệu. Thế là bọn chị phải đi đến hàng tháng không dám về quê. Bởi vì sao mình không có tiền về. Cái lúc ra đi thì là về bao nhiêu thứ trông vào, con cái đóng học. Rồi thì nhà quê mua phân mua rau đấy. Mình không có tiền. Có một cái ông người nước ngoài, ông cũng chắc là cũng nghĩ thế, bọn chị hoàn cảnh như thế. Thế là người ta thuê xe ôm cũng vào tận nhà chị. Thì bọn chị mời ăn cơm ở Hoi thì người ta cũng ăn cơm, người ta nhiệt tình lắm. Người ta ăn cơm thì bọn chị chỉ lên trên nóc nhà là ví dụ cái nhà mình bẩn thỉu như thế mà người ta cũng chia tay kiểu như là không sao mà. Cái lần đầu tiên mà lần chị thì chị chưa đi.
Thế nhưng mà người ta bảo thì chị cũng sợ, người ta đi người ta bảo là bán hoa gì, hoa có phải là bán hoa tươi đâu mà chắc lại bán cái hoa gì đó. Thì để cũng nghĩ là đi ra ngoài mà như thế thì cũng sợ lắm, chồng con mà không thông cảm cho về vợ chồng lại thế này thế nọ thì cũng ấy. Thế bây giờ cái đầu tiên là mình làm tiền, ra tiền thì ra tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình là phải cái đầu tiên mình phải giữ lấy. Mà chị ở Bắc Giang, tất cả những người ở Hưng Yên, những người ta ở tại ở đây này, người ta cũng đi bán hàng thế rất tốt, kể cả ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, người ta đến người ta bán hoa cho mình, người ta cũng rất tốt. Hàng ngày bọn chị ra mới ở quê ra không có tiền, người ta sẵn sàng cho mình chịu vốn để lấy tiền lấy, xong rồi dần dần mình già người ta cũng được. Hai xe hoa vẫn còn nguyên từ sáng lại được mang về nhà trọ để chờ tới ngày hôm sau. Khoảng sân nhỏ chật hẹp tại ngôi nhà trọ ngày nào đi về cũng phải sắp xếp tới 6-7 xe hoa, chiếm mất khá nhiều thời gian. Chưa có nước uống không? Ừ. 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 Ừ
Đây Văn Ngô uống nước đây này. Chả chưa chị? Chưa. Bây giờ nó đang theo dõi đây nè. Chỗ mà thích. Thị trường tín dụng ngoại tệ 4 tháng đầu năm quá cao là lý do nhiều doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ và đã lo xa chuyển sang vay đồng Việt Nam. Sức ép chuyển nợ lớn nhất là từ tháng 7 trở đi khi các nhìn vào tương quan ngoại tệ có lợi hơn okay. Như thực tế chúc bé ngủ ngon. Ăn này quá đây, xíu đi. Em này cả nhà cơm đấy. Ngồi với bia. Không đâu. Bia đây em mà chị người. Ở đây là nhờ hàng triệu hạt lưu lên trong con phố mới. Chỉ cần cử động, hương thơm mát sẽ bung tỏa ngập tràn. Lâm nhà chỉ với nước, không bao giờ sạch hoàn toàn. Hãy để sân lai lâu dài. Tông ra tự nhiên. Mang lại vẻ sạch bóng. Buồn kệ lắm sao. Vận động đội gì đấy. Để khi em nào đói là em tiếp. Em sắp sửa đi rồi, chuẩn bị cho anh ít tiền. Có thêm bao giờ? Em không đi học cái gì? Tháng 6. Chị ơi. Năm chị đi chợ đầu tiên. Ra cái nhà trọ này là 13 người ở ấy. Của chị phải làm đất. Mà chật chội nóng lôi lắm hôm nào. Cái không có ăn. 2 giờ đêm ấy, có người dậy sớm lắm. Cứ 2 giờ đêm mà dậy là từ lúc đấy hội chị không ngủ được. Hội chị có phải 4-5 giờ chị mới đi. Bây giờ thì không sướng hơn một tí nào nhưng cái là ở nó ít người hơn, nó quen với cuộc sống hơn. Bây giờ hội chị ở nhiều tiền trọ hơn một tí nhưng mà ở nó rộng rãi, thoải mái hơn. Thế mà bảo là được anh cố gắng phấn đấu được 10 để được 9,5 mà cuối cùng được có 8 phẩy thôi à? Anh được 9,0 à? Thế là thua nhớ, thế là không có quà cái gì. Mẹ tưởng là được phải 9,5 chứ anh được có 9 phẩy thôi à? Mẹ về rồi, mẹ ăn cơm xong rồi. Thế là có được nghỉ hè chưa? Thế là không được 8 phẩy, thế là không được học sinh giỏi, chỉ được học sinh tiên tiến thôi à? Ôi giời, mẹ đang bảo được phấn đấu kì. Hai này được học sinh giỏi, mà được học sinh tiên tiến, nói chuyện gì? Bây giờ vẫn học bài đi ngủ rồi. Kìa có cơn sông ập đến rồi, sớm đâu mùa dục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió dài dòng cánh bay bay về phía chân trời bầu trời rộng lắm lòng người rộng lắm đàn cò vút lên bay về phía mặt trời. Thương những đêm lầm buồn nghen để sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao